bữa nay bị đi bữa nay bị con tự thấy gì ăn gì không chết nè. Mốt con cái mình không có nhà cửa, nó ra đường nó ăn mài kiếp nó cũng chết. Thấy ông Tương nghe mùi thiêu còn hấp lại ăn. Bữa bay còn khẽ anh đỡ như sao như bà Phong ơi nè, chết bất tử cái con đâu, cháu đâu không có nhà ở. Thấy ông Tương thiêu rồi còn hấp lại ăn nữa nè. Giờ ăn mới phát hiện ra con thiêu thôi ăn luôn. Đây là cái này là cô nhật cô nhật. Đây là mùi kia cô già rồi mùi cơm gì đấy. Đó là cơm hơi có mùi. Thôi các quan chức đại tá thôi nhé. Thế chú là uống là sĩ quan bên đôi nha. Cuối cùng đó nè. Rau già quá. Nhai, nhai hơi có bả luôn. Rất là khổ. Nhà đang sống yên ắng, buôn bán đầy đủ, đập phá là xanh quanh tan nát hết, không còn làm ăn được. Cả trường học cũng vậy. Nó ngoài gánh quy hoạch, ngoài gánh quy hoạch đô thị mà cái trường mới sửa cũng đập luôn. Tiền đó tiền của ai? Tiền nhà nước và của nhân dân. Thì cái này, cái sai này của thành phố thì để đó là trung ương đó là giải quyết như thế nào. Còn bây giờ trước mắt yêu cầu chính phủ làm nhanh chóng để cho một số bà con còn cái quyền lợi để mà sống cho nó ổn định. Cũng như tôi, bà tôi đây, bà Nguyễn Thị Hồng đó, cũng 70 mấy tuổi hết rồi. Chúng tôi, chồng bà này cũng là người, một anh chiến sĩ, một cán bộ. Tôi và chồng tôi cũng vậy. Tổ thương máu là chiến trường, trở về đây giờ có nhà ở không có. Rồi có một số đồng chí hai mùa kháng chiến, năm nay 80 mấy 90 tuổi rồi, thì cũng đập phá nhà, không có là để cho yên ổn để mà làm ăn. Như vậy á thì chế độ này như thế nào đây? Vì chúng tôi á đánh tay đuổi Mỹ ra khỏi nước để giành lại độc lập tự do cho người dân được cơm no áo ấm. Và ngày nay người dân đi ra đường thật ngại. Như vậy á người sống người sao đây? Còn các con, các con, các cháu của chúng ta lớn lên rồi nó nghĩ như thế nào? Thì tôi cũng mong muốn cho chính phủ giải quyết nhanh chóng, chứ không có để chờ là bây giờ là chờ ở trong thành phố. Cũng như có một số ở trong thành phố như bà Quyết Tâm, ông Nguyễn Như Khuê hứa hẹn từ năm này tới tháng kia không có là gì giải quyết. Thì bây giờ những người đó mà thành lập một cái bộ phận gì, một cái đoàn thanh tra nào của thành phố là chúng tôi không đồng ý. Mới ngày nay là tôi đọc báo, đọc trong mạng là nghe ông Phê ông nói là không đồng ý cái lời ông Phê mà phát biểu chiều nay là ở trong Nam, tiếp xúc cử tri là ở trong quận 2, là cái bài này là ông Phê đã chuẩn bị chiều nay đó đã lên tiếng. Nhưng mà chúng tôi không đồng ý, người dân chúng tôi đồng lòng không đồng ý. Bởi vì thành lập là ở trong thành phố thành lập là chúng tôi không đồng ý. Bao nhiêu năm nay bà con có kêu đến cái đoàn đại biểu quốc hội của thành phố, nhưng đoàn này kêu rất nhiều, thành phố không bao giờ đến chỉ tới đó, là một cơ quan giám sát nhưng mà không giám sát để cho các vị mà lợi dụng cái chức vụ quyền hạn hại người dân, làm tổn thương đến cái lòng yêu nước của người dân và làm cho xã hội nó phức tạp thêm, làm cho đất nước đi xuống. Đó. Thế đến bây giờ khi báo chí phanh phui ra các cơ quan cả tất cả hệ thống chính trị vào cuộc, thì lúc đấy cái đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh mới lên tiếng là thành lập. Mà bây giờ thành lập các anh, khi các anh phát hiện ra sai các anh có dám nói hay không, hay là các anh lại ép đi luôn?
Thế nên là bà con chúng tôi không nhất trí cái đoàn mà thành lập cái đoàn thanh tra của thành phố, à của đoàn đại biểu quốc hội thành phố. Đó. Chẳng làm được cái gì đâu. Cái đấy chỉ tát nước theo mưa thôi, chỉ mị dân thôi, chứ không được cái gì cả. Bảo vệ cho người dân mà cuối cùng giám sát cho người dân mà không làm được tròn cái trách nhiệm của mình thì thôi xuống ghế đi. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm ấy, ông quê cũng thế, xuống luôn cái ghế đi, đừng có mà ngồi trên cái đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh làm gì đó. Bà Quyết Tâm hình như là hai nhiệm kỳ rồi nhưng mà không làm gì được cho người dân đô thị mới Thủ Thiêm hết. Bà là người dân hai nhiệm kỳ rồi đó. Bà là ngồi cái ghế đó hai nhiệm kỳ rồi. Cái ghế của bà ngồi nhiệm